Cây chanh vàng Mỹ thơm ngon và cách trồng. Đây là video mới nhất của kênh Local 1040. Trong video này mời các bạn cùng tìm hiểu các kinh nghiệm xoay quanh cây chanh vàng Mỹ thơm ngon và cách trồng hiệu quả nhất. Các bạn có biết không, cây chanh vàng Mỹ mà người Việt mình hay gọi là chanh Tây, nó thường có vỏ quả chanh màu vàng tươi đẹp, rất đẹp mắt khi nó căng tròn bóng bẩy. Cây chanh này đến mùa cho rất nhiều trái, quả to trung bình từ 7 đến 9 quả cân được 1 kg, vỏ chanh dày, nhiều tinh dầu thơm nhưng không đắng. Nhiều người Việt ở Mỹ hay nói với loại chanh này có vị chua và hương thơm đặc trưng, khách hàng có thể làm nước sốt rất ngon. Quả chanh vàng Mỹ thường được sử dụng trong các hệ thống nhà hàng, khách sạn sang trọng và các quán ăn ở Mỹ. Ngoài ra nên biết thêm là quả chanh vàng Mỹ còn có tác dụng chống độc, làm giảm thương tổn gan, bảo vệ chức năng gan. Điều này giúp cho hệ tiêu hóa của cơ thể hoạt động tốt. Mùa hè nóng lực pha một ly nước chanh bỏ chút ít mật ong, uống vừa mát vừa tốt cho sức khỏe. Những lúc Covid bùng phát ở Mỹ, nước chanh pha mật ong có gừng được không ít bà con gốc Việt ở Mỹ làm thức uống ngon, rẻ, lại tăng sức đề kháng cho cơ thể góp phần phòng chống Covid. Giới trồng cây lâu năm hay nói rằng quả chanh vàng là loại trái cây giàu khoáng chất, hàm lượng các loại vitamin, kali trong một trái chanh rất cao. Về bí quyết trồng chanh vàng Mỹ sao cho sai trái và quả to căng mọng nước có thể tóm gọn trong những kinh nghiệm như sau. Nếu trồng ngoài trời, ngoài vườn cần lưu ý vài điều quan trọng không nên bỏ qua là chúng rất nhạy cảm với không khí lạnh, nên nhiều người rãnh rẽ ở Mỹ nói là cây chanh này nên được trồng gần phía nam của ngôi nhà. Vì sao ư? Cây chanh cần được bảo vệ khỏi sương lạnh giá, trồng chúng gần nhà sẽ giúp bạn điều này dễ thực hiện hơn, tuy vậy nó cũng cần ánh sáng mặt trời đầy đủ để phát triển tốt. Chúng thích hợp với thích đất thoát nước tốt, hơi chua. Mấy bà hàng xóm khu mình ở nói là cây chanh nên đặt cao hơn mặt đất một chút. Làm đất trước khi đem cây đi trồng thì đất nên được làm cho tơi ra hay khô băm nhỏ rồi trộn thêm hỗn hợp phân chuồng phân. Ở Mỹ thì có phân gà hay phân bò dùng rất tốt. Nếu có thêm cho vào phân lân, một ít thuốc trừ sâu để trị sâu bệnh cho dễ thì rất tốt. Xong rồi đắp thành mô cao đất quanh gốc. Thường khi bắt đầu trồng mấy bà bạn mình chỉ rằng nên chú ý đào một cái lỗ hơi nông hơn chiều dài của bóng rễ. Xong cẩn thận đặt cây vào hố và thêm đất, nén đất hơi chặt xung quanh gốc. Nên cắm một cây que kèm để giữ cho cây mới trồng đứng thẳng không bị gió lay động gốc và giúp cho rễ non mau phát triển. Lưu ý rằng nên tưới nước vừa đủ và phủ thêm lớp mùn quanh gốc cây để giữ ẩm. Một lời khuyên hữu ích là chúng cần được tưới nước sâu một lần mỗi tuần. Chú ý thêm việc có thể cắt tỉa để duy trì hình dạng, loại trừ lá vàng bị héo, nhánh xấu và điều chỉnh chiều cao của chúng theo ý thích. Có người nói cây chanh này có thể trồng gần như quanh năm, nhưng nếu trồng chúng vào lúc hay mưa cần chú ý thoát nước cho cây, vì nếu mưa nhiều thì đất sẽ bị đọng nước dễ làm cho cây chết vì nghẹt rễ. Vì việc bón phân cho cây chanh vàng Mỹ nên nhớ rằng cây chanh này dễ trồng và dễ chăm sóc, tuy nhiên muốn đạt năng suất, chất lượng cao cần được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng như những loại cây trồng khác. Nên bón một phân NPK của Mỹ, xin xem hình trên màn ảnh theo chỉ định trên bao sản phẩm có ghi, hoặc xịt thêm phân bón lá để cho cây ra đợt đọt non mới đồng loạt hơn. Hoặc cũng có thể bấm tỉa những đọt quá dài để tạo tán cây tròn hơn không bị gió làm gãy. Ngoài ra năm đầu tiên, bón thúc với liều lượng một muỗng canh với loại phân có UZ pha với bình 10 lít nước để tưới cho cây, một năm tưới 3 đến 4 lần. Còn cách phòng trừ bệnh cho chanh vàng Mỹ. Nên biết là cây chanh vàng Mỹ thường gặp các loại sâu như bọ xít, dày, dẹp, nên mua thuốc có bán nhiều ở Home Depot để trừ bệnh cho cây. Ngoài ra cây chanh vàng cũng hay bị nhện trắng gây giám quả. Khi thấy hiện tượng này cần phun thuốc có bột lưu huỳnh để trừ khử. Bí quyết xử lý cho cây ra hoa, đậu quả nhiều. Theo nhiều chị bạn ở khu phố của tôi thì nên chú ý rằng thời gian ra hoa đậu quả khá quan trọng, vì thế cần xử lý đúng kỹ thuật cây sẽ cho ra trái sai chĩu cành và thơm ngon. Đầu tiên hãy hái bỏ hết các quả nhỏ nếu có trên cây, dùng kéo làm vườn cắt bỏ bớt các chồi vượt, các cành già, cành nhỏ mọc trong tán làm cho cây thông thoáng. Đồng thời có thể dùng cào sắt có răng xới nhẹ xung quanh gốc làm đứt bớt rễ nhằm giúp cây chuẩn bị phân hóa mầm hoa và ra hoa vào đầu năm sau, ước tính vào khoảng tháng 2, tháng 3. Vào khoảng đầu tháng 12 ngừng hẳn tưới nước để tạo khô hạn cho cây khoảng 1 tháng, sau đó bón phân trở lại và tưới đẫm nước từ 2 tới 3 ngày liên tục, cây sẽ ra hoa đồng loạt. Nếu gặp trời mưa, dùng bịch ni lông phủ kín gốc không cho nước mưa thấm vào vùng đất quanh cây. Cuối cùng là nói tới chuyện trồng cây chanh vàng trong nhà ở Mỹ, có mấy điểm nên biết là chúng cũng thích đất thoát nước tốt, hơi chua, giữ ẩm đều cho đất và bón phân khi cần thiết và đúng hướng dẫn của nhà sản xuất phân bón. Lưu ý điều quan trọng là cây chanh phát triển mạnh trong nhà sẽ tốt khi nhiệt độ bình thường khoảng 70 độ F.
tức khoảng 21 độ C suốt cả ngày. Cây chanh vàng trồng trong nhà vẫn phát triển tốt và có thể cao khoảng 3 đến 5 feet. Theo mấy chị bạn của tôi thì chanh vàng có thể là loại cây trồng trong nhà khá hấp dẫn về mặt trang trí và sẽ vẫn phát triển rất tốt, và lưu ý nên trồng trong một thùng chứa thích hợp, miễn là nó được cung cấp đủ nước và không gian để cây phát triển. Ngoài ra, nếu bạn trồng cây chanh vàng từ hạt giống thì chú ý, gieo hạt sâu trong đất khoảng 1 inch vào đất đã chuẩn bị thật tốt và dùng bao bọc thực phẩm bọc lại. Hãy đặt chậu ở nơi có nắng và đợi cho cây đạt hơn 7 inch trước khi đem cấy ra ngoài trời, trong vườn nhà hay sang vào chậu khác lớn hơn. Hy vọng những chia sẻ trong video này sẽ hữu ích khi bạn muốn trồng cây chanh vàng Mỹ thơm ngon và nhiều trái đạt chất lượng tốt nhất.
Video tới đây là chấm dứt. Nếu quý vị và các bạn thấy rằng video của kênh là hữu ích, xin dành chút ít thời gian để đăng ký, like, share ủng hộ cho kênh. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video kế tiếp của kênh.